Con bò về tốt tí. Thịt gà đi. Ôi gì mẹ thế, xin làm gì. Bố này, bố này. Chào bác nhá. Nhà các anh ấy còn bán cơm rang nữa. Long gì? Không biết được, làm gì? Quá đi, cà cha nhé, là 4 suất. Cơm rang thịt bò. Ừ, gọi u đi, để ấy đi. Tầm được hơn 1 phút vào, kiểu cũng sau. Cơm rang không? Cái nhà con gà nào không nhỉ? Ăn cơm cho bảo em nó nấu. Nấu đi, nấu miệng. Nấu nhá. Xin làm béo thì con gà nào bắt cho ông quan. Gà tao để bán thôi tao. Ờ thì để bán thì mua không quan. Mua tao không bán. Đến Tết mới bán. Ờ thì để thịt cho cháu con gà. Béo. Ờ. Lúa gà. Ờ. Hai mi. Cái gì? Con cắm cơm đi con ơi. Ừ, cắm cơm thế đây xin cái gì ăn mà. Thôi xin thế, tao không mua. Nhớ gì. Hả? Anh đi. Nhớ đây là đá không? Trái hết. Mày điệp đi theo cầm cho bố con thịt bây giờ không có thịt đó, tầm này chỉ bán hết rồi. Làm ít kia cân. Ờ thế là làm chú cắm cơm thì đông đông người. Ra một chiếc béo rồi. Giờ nữa để mà mua đồ thôi. Tôi ạ. Dạ. Dạ cái cơm này không phải ship nha. Không à, có cái gì ăn hay là ship nhá. Không phải rồi. Bạn đem cơm cháo gì? Đang muốn bắt con gà thì...